Trên 100 triệu đồng cho một mặt thắt lưng từ vàng nguyên khối AU750 và được cá nhân hóa. Mặt thắt lưng chúng ta đã dùng tên, chữ cái rồi, biểu tượng rồi. Thì bây giờ đến logo vương miện của Kỳ Lân sẽ được đưa vào trên đôi sục. Và trên áo thì sẽ có logo vương miện. Logo vương miện là biểu trưng của sự cao quý, sang trọng. Và hầu như ai trong chúng ta cũng muốn hướng đến sự cao quý và sang trọng đó. Thì logo vương miện này được Kỳ Lân chế tác từ vàng nguyên khối AU750 và những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn đến trong logo vương miện. Trên đôi giày cũng vậy, logo vương miện và trên đó là những viên kim cương vuông. Đôi giày đến thắt lưng, đến trên áo mà cùng một logo vương miện hết thì nó sẽ đôi khi nhiều quá, nó sẽ không có cân đối, chưa được đẹp hoàn hảo. Vì vậy chúng ta sẽ kết hợp vừa là logo, vừa là tên Kaylin viết tắt như thế này, và lại là logo, thì một sự hài hòa vô cùng. Đó là sự tinh tế trong chọn và sử dụng một cách hài hòa nhất. Nếu như từ giày, từ mặt thắt lưng, từ trên chỗ logo áo mà cùng logo vương miện hết thì bị nhiều quá. Kỳ Lân cảm nhận được như vậy. Và sự hài hòa sẽ trở nên tuyệt vời hơn khi Kỳ Lân đưa ở giữa là phần cái mặt thắt lưng này. Kỳ Lân thiết kế bằng chữ cái keo trên tên của Kỳ Lân, và logo vương miện nằm trên áo. Logo vương miện được gắn trên giày, rất hài hòa, tinh tế, vô cùng thẩm mỹ và sang trọng, đẳng cấp thượng lưu, từ chất liệu vàng nguyên khối AU750, những viên kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn và công nghệ máy móc chuyên nghiệp tạo ra những sản phẩm cao cấp. Tương tự, quý khách hãy đến với Kỳ Lân Luxury để tạo cho mình một bộ cá nhân hóa, phục vụ sở thích, phục vụ cảm xúc thăng hoa nhất của quý khách, với những gì chất lượng nhất, tuyệt vời nhất về sự tinh tế, hoàn mỹ, hoàn hảo và độ hoàn thiện một cách cao cấp nhất, để mà tuyệt vời nhất trong cách chơi, phong cách chơi cho tất cả quý khách. Vâng, và như vậy là video clip đến đây xin được phép kết thúc. Kỳ Lân xin trân trọng cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm đồng hành cùng Kỳ Lân, và Kỳ Lân kính chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe và luôn thành công đồng hành cùng Kỳ Lân Luxury trong những dòng sản phẩm sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu. Thân ái kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý khách ở những video clip tiếp theo. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.